có mẹ cháu. Cháu cháu. Hả? Ô, sao kinh tài rồi. Nó ở đây cháu ở bên này rồi. Mình vô chậm đi. Thùng thùng. Wow, chảo cái này ngọt đó hả? Hả, cái này ngọt nè. Cái giòn nữa. Ngon quá, cái giòn. Quá, ra hai thùng. Mình đi bắt
sò á, ta đã chết hết. Mình để rồi ăn nha. Để mình hái một thủng này đi. Không có. Tục của nó hủy hoại tới đây. Ừ. Hái đi, hái đi. Ê, xỏ cái này không nhau. Hai mấy? Tay khắc ngắm kìa. Mấy cái cào cào nó bự quá trời. Cái này lên đấy. Ê, đây nha, em đổi đây anh lấy cái thằng anh đứng lên nha. Ừ. Đi coi chừng đạp chúng á. Ừ. Đây nè. Không đó. Con trâu là bự nhất. Con trâu nó cài là bự nhất. Wow. Trời ơi. Rồi. Trời ơi, rất đẹp. Hình như là trước mình đi đâu có ồn đây chị. Kìa này cho đi ồn quá trời luôn. Chắc không ồn luôn nè. Nhưng mà ngồi đi vòng vòng. Anh ráng cái này hái cho năm nay cho năm sau, năm sau không đi nữa. Sao vậy? Không đi ông chở tụi tôi ở đây rồi ông ngoài xe đi. Trời ơi, ngoài xe nóng chứa bà luôn. Bà muốn giết tôi hả? Chả là mày xịt ra mày chả. Cái xe này nhiều quá chơi chơi. Trời ơi. Cái này nhiều quá. Nó nhiều mà nó to nữa vậy. Cái thùng mất thì nghe buồn. Quay nó phủ rồi xuống nhà. Ơi, không kè. Nó phải không? Phải không? Thôi ngồi phanh cao à. Thôi đủ rồi, đi về. Thôi đi về. Thôi đủ rồi. Cái trong kia lúc nãy không có giặt, không có đầy không? Trái này bự quá trời, nó thấp thấp không ai thấy hết anh. Em thấy là thấy đi. Mình mắt ai cũng đuôi hết rồi. Bây giờ thấy trái nào cũng thấy nhỏ hết.
Wow, chỉ là cậu nè. Cậu nữa. Chị nữa. Đi coi cái này nè. Thằng nó vừa đẹp, nó vừa đỏ nè. Wow, đúng rồi. Mà hơi cao. Đúng rồi, hơi cao. Bẻ kỹ lóc liền rồi, nó kỹ lóc. Tay chân khay rồi. Cậu nói rồi. Cậu nói cậu cái rồi. Bả hỏi là cậu